could be us. So back to what I was saying. It could be us. Rồi Tinh Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt nối lại tình xưa, người phủ nhận, người còn đòi kiện. Trước tin đồn cùng đi ăn túi và nối lại tình xưa gây ra một phen sóng gió, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt đều phủ nhận, có người thậm chí còn đòi kiện. Một nguồn tin cho biết vào ngày mùng 7 tháng 5, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt được nhìn thấy cùng xuất hiện ở một nhà hàng ở Hoành Điếm vào khoảng 8 giờ tối. Cùng hôm đó, vào lúc 10 giờ rưỡi, Tần Tuấn Kiệt rời khỏi nhà hàng trước, nửa tiếng sau đó Dương Tử cũng rời đi. Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt sau khi đóng chung trong Long Châu Truyền Kỳ đã nảy sinh phim giả tình thật, hẹn hò ngọt ngào được một thời gian. Nhưng vào năm 2018, cả hai đã chia tay. Chính từ hình ảnh được cho là đi ăn tối chung này đã rộ lên tin đồn Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt nối lại tình xưa. Trước tin đồn, Dương Tử đã phủ nhận chỉ là ăn tối với những người bạn khác thôi. Bên phía Tần Tuấn Kiệt cũng lắc đầu, thông tin sai sự thật, chỉ là tin đồn. Tần Tuấn Kiệt đăng lên tài khoản cá nhân của mình khá bức xúc rằng cánh săn ảnh không phải do mình tìm tới. Có thể mắng tôi nhưng đừng mắng bộ phim. Bởi có nhiều cư dân mạng đặt giả thuyết rằng Tần Tuấn Kiệt muốn quảng bá cho phim mới của mình nên mới lợi dụng tiếng tăm của Dương Tử. CNET đặt ra thuyết âm mưu như thế bởi chỉ 2 tiếng đồng hồ sau khi tin đồn nối lại tình xưa nổ ra. Bộ phim Thiên Hành Kiện có Tần Tuấn Kiệt tham gia diễn xuất công bố poster của dàn diễn viên. Ngoài Tần Tuấn Kiệt, bộ phim Thiên Hành Kiện còn có sự tham gia của những diễn viên nổi tiếng khác như Lưu Vũ Ninh, Hoàng Mộng Oánh. Sau đó, phòng làm việc của Tần Tuấn Kiệt thông báo đã yêu cầu các trang mạng phải xóa bài, ngừng lan truyền những tin đồn không đúng sự thật, đồng thời ủy thác cho luật sư toàn quyền xử lý, thông qua phương thức khởi kiện dân sự cũng như một số phương thức khác để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Tần Tuấn Kiệt trước các hành động chụp lén, tạo dựng tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nam diễn viên.